Hello anh em, hôm nay thì tôi sẽ cùng anh em tiếp tục quay trở lại cái series gọi là câu cá theo cầu. Đây bạn Phúc ra có bình luận là anh ơi câu cá sấu nin đi anh. Thật ra thì cái loài cá sấu nin này thì trước cũng có bạn nào hay là không biết là phải bạn này không cũng đã yêu cầu tôi câu rất là nhiều lần rồi. Thôi thì hôm nay tôi sẽ câu cái loài cá sấu nin này lên cho người anh em. Đây rồi, tôi vừa mới câu được cái con cá lưỡi cưa rồi. Vì là cái yêu cầu này thì chỉ là cần câu rồi cá sấu nin thôi nên là tôi đã trang bị đầy đủ tất cả mọi thứ anh em ạ. Đấy, lúc nãy trong cái lúc thả câu thì tôi có nhìn thấy cái loài cá sấu này rồi. Đây, lưới cá đầy à? Tôi mải mê câu cá quá thế là cái lưới nó đầy mất rồi. Không sao, tôi sẽ bán bớt đi. Được rồi, đây là cái lần thử câu thứ hai của tôi. Xem là lần này tôi có thể lôi được cái loài cá sấu nin này lên không. Cái loài này thì ở cái map kim tự tháp và dòng sông anh em ạ. Map này đây rồi. Tôi câu được cái loài cá sấu nin rồi anh em ạ. Để mà câu được loài này thì cần câu anh em cần đạt cái level là 114 nhá. Và cái độ sâu khoảng 39m. Thật ra cái loài cá sấu này thì nó 4 sao và nó được phân bố ở cái map này rất là nhiều luôn. Đấy, thế là chúng ta câu được rồi. Tiếp theo là bạn Nani. Vậy anh câu cho em con cá sừng hoa đi. Ok, cái loài cá sừng hoa này thì trước đây tôi cũng đã câu được rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với cái map núi lửa và biển. Loài này thì cũng chỉ cần yêu cầu là câu lên thôi, thế nên là tôi sẽ dùng những cái gì gọi là xịn sò nhất. Bỏ qua cá này rồi là dấu mồi, dính dây các thứ. Đây rồi, tôi thấy nó rồi. Cái loài này thì cần đạt level cần câu 74 anh em ạ. Độ sâu là khoảng 55m. Này, tôi câu được cái loài cá rudon hay sao này? Budon hay rudon nhỉ? À, cá rudon, loài cá đáng xinh anh em ạ. Giờ tôi lại tiếp tục quăng cần thêm một lần nữa. Xem là lần này chúng ta có lôi được nó lên không. Khi mà anh em trang bị những cái loại dấu mồi hay là bỏ qua cá 2 cấp và mồi 4 sao này thì cái việc câu những cái loài cá này nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà chúng ta không sử dụng cái gì hết. Đây rồi. Đấy, thế là tôi đã lôi được cái loài cá sừng hoa này lên rồi. Tiếp theo là bạn gì đây? Một bạn bình luận là thách anh câu cá trực thăng không chìm, không bỏ cấp 2, không 9 giây trong vòng 7 phút. Có nghĩa là tôi sẽ không được dùng cái gì hết ngoài mồi 4 sao ra anh em ạ. Được rồi, không sao. Đây, hiện tại tôi đang có mặt tại biển đây rồi. Cái loài trực thăng này thì nó ở cuối map. Đây, tôi vừa mới câu được một con cá đầu tiên rồi. Cái thử thách này thì chúng ta cũng cần phải có may mắn anh em ạ. Tại vì là để mà câu được trong một cái khoảng thời gian thì cái vấn đề chúng ta phải dọn dẹp cá rất là nhiều khi mà không sử dụng dấu mồi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đơn giản là đến lần thứ hai thôi thì tôi cũng phải lách qua rất là nhiều cái loài cá. Ui, pha này tôi lách mượt thế nhở, tránh được khá khá loài này. Đây, lần này thì câu một con cá mú rồi. Để tôi thả cần xem là cái loài trực thăng đến rồi độ sâu nào. Tại vì khá là lâu rồi thì tôi mới câu lại. Đây, chúng ta vừa đi qua một chú cá lồng vàng, thêm cá mập này, một chú cá voi, một con âm trầm. Đến chưa? Đây rồi. À, nó ngay đây thôi anh em ạ. Chúng ta đã nhìn thấy nó rồi. Tôi sẽ tiếp tục quăng cần xem. Vì là cái phần này nó khá là khoai nên tôi quyết định là sẽ tua phần này để anh em theo dõi cho nó nhanh và đầy đủ nhất.
Tôi thì nhìn thấy là sau một cái khoảng thời gian thì bây giờ tôi chỉ còn có 13 phút thôi. Cái con âm trầm này bị làm sao này? Nào tránh con cá cá tầm beluga hồng này ra. Đấy, gần như là hết 7 phút rồi anh em ạ. Tôi mới nhìn thấy cái mặt con trực thăng. 13 phút tròn thì coi như là cái nhiệm vụ của tôi không thể hoàn thành được. Thật sự thì cái map này nó có rất là nhiều loài cá để mà chúng ta dọn dẹp ấy. Đây, tròn 7 phút rồi. Thế là một cái thử thách mà tôi không thể hoàn thành rồi. Không sao, chúng ta sẽ cùng thực hiện cái thử thách tiếp theo. Thách anh câu được con so so trắng chỉ dùng mồi. Thời gian thì vô hạn, nhanh chỉ được câu dọn dẹp 30 con cá thôi. Nghĩa là đến con 31 mà chưa câu được thì sẽ lại fail. Ok. Rồi, thêm một bạn nữ giấu tên mà có một cái thử thách phải nói nó cũng khá là khó đấy. Nhưng mà không sao, tôi sẽ chấp nhận tất cả các thử thách mà mọi người sẽ gửi đến cho tôi. Đây rồi, cái loài đầu tiên mà tôi câu được là một con piranha. Thật sự thì cái loài so so thì nó ở ngay nếu mà nó ở trên mặt ấy thì sẽ rất là dễ câu mà nó lại ở ngay đáy anh em ạ. Nên là khá là khoai đấy, anh em nhìn thấy là tôi sẽ thả cần xuống cho anh em xem là cái quãng đường mà tôi sẽ phải gặp cái con so so này nó đi qua bao nhiêu con cá nhá. Để anh em có thể nhìn thấy là sơ sơ thì có rất là nhiều loài luôn. Đếm đi cũng phải 20-30 con là ít. Nào thấy chưa? Đấy, bây giờ thì chúng ta thấy cái loài so so này rồi. Vị trí thả cần là đẹp rồi. Vấn đề là tôi sẽ cần phải dọn dẹp như thế nào, anh em sẽ cùng theo dõi tôi tóm tắt lại nhé. Tôi câu đến 26 con rồi anh em ạ. Đấy, đến cái con thứ 27 thì cái con piranha đầu tiên tôi câu nó lại hồi sinh mất rồi. Có nghĩa là trong cái khoảng thời gian tôi câu là được 10 phút anh em ạ. Cứ 10 phút thì cá trong cái map nó sẽ hồi sinh lại. Thế nên là 99,9% là tôi đoán chắc là cái thử thách lần này cũng lại fail mất rồi anh em ạ. Không thể nào thành công được. Đây là loài thứ 28 tôi câu được rồi. Loài khu ly loát rồi. Là hôm trước tôi câu một cái thử thách gần đây nhất. Đấy anh em nhìn thấy này, các loài cá lại bắt đầu hồi sinh trở lại rồi này. Thật sự thì cái thử thách này cũng là một trong cái thử thách rất là khó. Tôi cũng đã rất là cố gắng để thực hiện rồi anh em ơi. Đây rồi, cái loại 30 đây rồi. Đấy, cái con cá hồi nó đã hồi sinh rồi này. Đấy, thật sự thì thử thách này tôi không thể hoàn thành được. Nhưng anh em cứ thử thách đi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành những cái thử thách nào mà tôi hoàn thành được. Hẹn gặp anh em trong các video tiếp theo. Bye bye.